Con đường này đi rất là khó khăn, sợ nhất là mùa mưa, dân chúng ở đây cực khổ lắm, sình lầy và dơ lắm. Người dân đi bằng mướn bằng thuê chở hàng chở đồ rất là khó khăn. Tôi sống ở đây 20 năm, đi đường đi thì hết sức khó khăn, rồi có khi mấy nhỏn nó té lên té xuống. Người dân ở đây nghèo lắm, không có tiền để làm, mà hàng năm thì quyên góp dân người lượt vài chục vậy đó là đổ đá. Mùa mưa xuống là đi nó sạt lở hết, nó không còn nguyên đá nữa, là mỗi năm mỗi đổ. Mùa nắng thì bình thường nhưng mà mùa mưa lầy lội lắm. Có bữa mà nước lên lầy lội nó cứ ngập tràn lầy lội hết, bà dân bà con đây đi khó khăn dữ lắm. Rồi còn tụi trẻ em còn đi học nó vất vả lắm, chỉ có đi bộ được thôi, tại vì xe máy là nó sình nó vướng bánh đồ giờ không dẫn được. Người dân ở đây có hùng đổ đá nhưng mà mưa rồi thì qua mùa mưa nó cũng vẫn sạt lở lầy lội. Chung là sống ở đây thì cũng từ nhỏ tới lớn, cái đoạn đường đây là nó rất khó đi, cái đường thì nó nhỏ, đi lại thì khó khăn, nếu như hai xe mà đi qua thì dòng lúc mà mùa mưa trơn trượt á thì cũng có thể va chạm hay là né qua né lại, có thể cũng có lật chiếc mương rồi cũng. Bà con ở đây mong muốn nhất là có một cái đường ranh nhỏ để bà con đi vô cho thuận tiện dễ dàng hơn. Mong muốn nhất là cái đường đổ được ranh á, đi cho nó đỡ trình bà con trong này nó đỡ vất vả anh chút. Anh đã quyết định ký hợp đồng, anh hành động theo con tim mình mách bảo ha. Không bất ngờ với cái quyết định của anh. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Với giải thưởng hơn 67 triệu đồng từ chương trình Tường Lửa, nghệ sĩ Cát Tường và nghệ sĩ Tiết Cường đã hỗ trợ kinh phí xây dựng con đường mới tại xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì Cát Tường đã đưa anh Tiết Cường cùng với gia đình của mình là có con gái, có ba mẹ, có hai cô đi xuống để tham quan cái đoạn đường. Đây là bữa hổm đó em giới thiệu với anh là sau khi mà tham gia chương trình Tường Lửa có 60 chai phải không? Là em làng sáng hôm sau lại là em tức tốc xuống đây liền và em chuyển tiền để làm con đường này. Cái đường này hôm trước khi nó xây thì Cát Tường có cho Tiết Cường coi cái hình, nó rất là lầy lội và nhiều chỗ là phải lót bằng ván bằng cây nữa. Mà hôm nay đi cái con đường bằng đan nó khang trang mà cảm thấy đã cái chân sao, mình cảm giác mình đi đã vậy rồi, bà con đi chắc cũng bà con cũng thích lắm. Như vậy là cảm xúc của Cát Tường với anh Tiết Cường hôm nay rất là vui thưa quý vị, vì mình cũng làm được một cái điều gì đó nho nhỏ có thể để lại ha. Hy vọng con đường này nó rất là bền, nó lâu hư, và có hư thì cứ việc báo cho Cát Tường, Cát Tường với anh Tiết Cường xuống bảo trì. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan cái đoạn đường này nha quý vị nha. Đoạn đường dài 300 m. Là chủ tịch ủy ban dân xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Nói chung là được sự hỗ trợ kịp thời của chị Cát Tường và chương trình Tường Lửa cũng như anh Tiết Cường thì hỗ trợ cho bà con ở đây là xây được cái tuyến đường bê tông cốt thép, nó là chắc chắn để mà phục vụ cho đi lại cũng như là giao lưu hàng hóa. Thì thay mặt cho chính quyền địa phương ở đây chúng tôi rất là xúc động và cảm ơn. Con đường này làm thì trong thời gian rất là tích cực, khoảng 10 ngày là xong, thì phục vụ đi lại của bà con ở trong cái ấp An Thượng này đó là bà con rất là phấn khởi. Địa phương cũng rất là cảm ơn chương trình Tường Lửa đã tạo cái cơ hội cho các anh chị em nghệ sĩ có điều kiện để mà làm các xã hội cụ thể như ở An Bình chúng tôi, và cũng xin chúc cho là chương trình ngày càng phát triển và vững mạnh để cùng là tạo cái niềm vui cho toàn xã hội. Kính thưa quý vị, hôm nay là Cát Tường và anh Tiết Cường thay mặt cho chương trình Tường Lửa ha xuống đây để gửi cái số tiền 60 triệu đồng để xây cái đoạn đường ở xã An Bình của mình. Để diện cho địa phương xin đón nhận và cảm ơn các anh chị. Theo bà địa phương cũng xin gửi cho Cát Tường và Tiết Cường xin cảm ơn. Dạ, dạ xin cảm ơn xã An Bình và tất cả bà con ở địa phương.
Tôi thành thật cảm ơn diễn viên Cát Tường, chương trình Tường Lửa. Cái chương trình này làm tôi hết sức là xúc động. Bà con ở đây là cũng vui mừng hết sức. Xin cảm ơn diễn viên Cát Tường, Tiết Cương và chương trình Tường Lửa đã tạo một con đường đan mới trong thôn xóm này. Kính chúc Tường Lửa sẽ làm được nhiều cái công trình khác, ví dụ như nhà là đường gì đó, để cho những hộ dân mà khó khăn về nhà ở hay là đường đi thì cũng rất cảm ơn.